Giờ bây giờ đấy, cá ti ti nó đang cầu cứu em á, nó đang bị má em nhốt, chối tay chối chân dưới nó bị đau rồi, nó bắt đầu nó kêu, nó đang kêu cứu em, nó kêu ba ơi cứu con, ba ơi cứu con, mẹ ơi cứu con. Nhưng em không cứu nó được, em ngồi đây em đang quan sát, em quan sát cái thế giới giả tạm này. Em đến đây để cứu chúng sanh trong biển khổ, mà bao nhiêu người ủng hộ em, bao nhiêu người phá em, bao nhiêu người hủy hoại em. Em đang quan sát tất cả mọi việc đang diễn ra. Mặc dù em đã cố gắng rất nhiều nhưng em vẫn không thể làm được gì. Đó, quý vị nghe rải cá kêu không? Rải cá ti ti nó không nghe em trả lời, nó cũng im để cho nó chịu đựng đi. Nó lại kêu, hồi nãy chó sủa kêu em đi cứu nó, nhưng mà em cho nó chịu khổ, cho mấy con chó hiểu được. Mang cái thân người á chưa chắc gọi là sướng. Nếu mình là một người có lòng từ bi, có tình yêu thương chân thật, có sự buông xả, nhưng mình sẽ vượt qua cái thử thách khó nhất, chính là gia đình của mình, chính là cha mẹ của mình. Để mọi người thấy vì sao năm xưa Đức Phật phải từ bỏ gia đình mà đi tu ở bên ngoài, mà không có đi ở nhà mà tu được. Bởi vì cha mẹ của ngài ấy sống trong một cảnh giới của quỷ thần thì làm sao mà tu được. Nó kêu em đi cứu rái cá, nhưng mà nó nghe tiếng rái cá cầu cứu á, nó hiểu, nhưng mà em không đi, nó sủa. Nên em nói như vậy để quý vị biết, sống trong môi trường nào nó cũng có trở ngại môi trường đó. Đừng nói là đi tu mà ở trong chùa, trong nhà thờ đồ bình yên, ở trong đó nó còn ghê hơn. Thì ở trong đó mình chịu không được thì mình đi, còn ở nhà cũng vậy, ở nhà mình chịu không được cha mẹ mình thì mình cũng phải đi. Chứ mình lo ở nhà mình độ cha mẹ mình thành Phật, hay là mình tu với cha mẹ như lời Phật dạy là tu đâu tu bằng, chi bằng tu nhà thờ cha kính mẹ mới là tu á, coi cha mẹ mình là Phật á. Nhưng mà thật sự quý vị biết là cha mẹ mình sống trong cảnh giới của quỷ thần, mà mình chịu đựng được cha mẹ mình thì mình phải làm cho cha mẹ mình vui lòng, mình phải tham sân si. Cha mẹ mình muốn làm ăn thì mình phải làm ăn, cha mẹ mình muốn giận vợ gả chồng thì mình phải chiều lòng họ, mình cứ chiều lòng họ để cho họ vui vẻ. Nhưng mình sẽ không được thành Phật, mình sẽ bị cuốn vào những cái thứ đó. Nên việc thành Phật mà tu được ở nhà thì quý vị coi cái bài học của Tiêu mà làm kinh nghiệm, chịu đựng nhẫn nhịn cho đến khi mà mình là người thiệt thòi. Và hôm nay là chịu đựng 36 tuổi rồi, là hơn nửa đời người rồi. Nếu chịu đựng nữa thì đến như thế nào? Cha mẹ thương không thể thoát được địa ngục. Bao năm nay họ hại biết bao nhiêu thú hoang dã tôi giải cứu mà tôi phải chấp nhận. Ngồi đây chấp nhận, ngồi đây quan sát hơi thở. Cho rái tả cá ti ti nó cứ kêu như vậy đi. Chịu đựng đi.